Dạ vâng, Thắng Hoàng xin chào các bác nhé. Hôm nay thì bắt đầu thì Thắng Hoàng đóng những đôi loa DC bát 30 và những con đẩy công suất 700W mạch của Crown đấy để gửi cho tất cả các bác. Riêng về cái dòng mạch này thì các bác nhìn vô là các bác thích ngay. Bây giờ thì trong video này em cũng sẽ test âm thanh em gửi luôn cho các bác. Các bác chưa đặt hàng và các bác đã đặt hàng thì các bác có thể là lắng nghe được về cái chất lượng của cái cục đẩy này luôn. Đây các bác, thì em đang chuẩn bị lau chùi vệ sinh ở đây và có vài cục đẩy là em cũng ra đây để bọc để đóng gói cho các bác. Nói là rất là đẹp các bác nhá. Đấy, Mijat thì đây, MH700 mã công suất 700 này. Nói chung là cái dòng này thì các bác nghe thực tế, nghe tiếng nó rất là feel luôn các bác ạ. Đó, phải nói là rất là feel luôn. Ở đây, hiện tại là em đang bê ra đây, em đặt ở đây này. Đấy, em đặt ở vị trí này. Thì bây giờ em cũng sẽ cho các bác xem lại nội thất một chút rồi em sẽ test hàng gửi tới các bác nhé. Đó, tất cả những cái mẫu này thì phải nói là rất là đẹp rồi. Size ngắn vừa vặn để cho các bác bỏ tủ này. Đấy, tụ này còn hai lớp này. Tụ các bác nhìn thấy tụ 160V là quá khủng rồi. Đấy, cái bo hộ tụ gió nó làm như này rất là mát này. Máy chạy cực kỳ êm luôn các bác, phải nói là cực kỳ êm luôn. Đấy, cực kỳ êm luôn. Tất cả những cái thiết bị này thì em chỉ đánh trực tiếp để gửi tới các bác thôi. Đó, nói máy cực kỳ đẹp này. Máy gần như là chạy không có một tiếng động, không có một tiếng kêu nào các bác nhé. Mặc dù là quạt nó đang quay, quạt nó đang quay luôn. Để các bác có thể xem, quạt nó đang quay. Các bác thấy không? Không có một tiếng động. Nghe còn không giống con ruồi bay qua, con muỗi bay qua, các bác còn nghe tiếng cái quạt hai cái mà nó quay mà các bác không nghe tiếng luôn. Đấy, bây giờ thì xin mời các bác hãy như cùng Thắng Hoàng lắng nghe test về cái con đẩy này các bác nhá. Đây, bây giờ thì em sẽ bật lại đi. Đấy, bật lại để gửi tới các bác này. Chờ chú tí Cường. Đấy. Nói là nghe nó cực feel luôn các bác. Để em mở nhỏ chút đã. Tránh quảng cáo. Đấy, lại quảng cáo rồi. Đây nhá, mời các bác. Vừa rồi thì em cũng test một đoạn nhạc không lời cho các bác để các bác cùng cảm nhận này. Bây giờ sẽ test nhạc có lời. Ôi, phải nói với các bác, thưa với các bác một điều rằng tiếng nó quá feel luôn. Tiếng nó cực feel luôn nha các bác. Tap selection nó đánh nữa, tiếng nó sáng đẹp. Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dẫn em về vùng ngoài ô có cỏ bóng mây. Ở đây em vắng thương người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nến khói sương dần nơi cỏ. Trần gian với những ưu tư, có mây đắm gấu chân tròn, đường tim bước mòn, sợ khi người đi
Vâng, thì Thắng Hoàng cũng gửi cho các bác một đoạn test nhạc không lời rồi. Thì để mà em nói thật chân thành luôn với các bác là rằng nếu như để mà bỏ ra 4 triệu mà mua một cục đẩy công suất như vậy, các bác có thể đánh 2 đôi 30 trong gia đình tùy ý luôn, thoải mái luôn. Đấy, tại vì cái lực cái uy lực của con đẩy này, độ mạnh của nó rất là mạnh, chạy tụ 160V này các bác biết rồi. Đấy. 2 đôi 30 các bác đánh thoải mái luôn. Dòng đẩy này các bác ghép với loa DC này nữa thì vô cùng hợp luôn. Riêng các cái dòng loa đẩy này thì nó sẽ tôn cái độ sáng của tép của các bác lên rất là nhiều. Đấy, các bác đi, các bác mở nhạc ở đây mà mở to đi có khi là nửa cây số các bác vẫn nghe thấy cái độ vang của tiếng luôn nha các bác nhé. Nghe nó rất là sáng, rất là xa tiếng luôn. Nó không có bị tối tiếng, nói chung là nó thoát âm, dòng đẩy thoát âm. Đấy, chỉ 4 triệu thì các bác cũng có thể mua một con đẩy như thế này so với cái giá mới rất là đắt đỏ như những cái dòng mạch tương tự như thế này. Đấy, mọi người nếu như cần mua những cái thiết bị bên cửa hàng Thắng Hoàng cục đẩy này hoặc đôi loa thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số 0969 800 985. Thắng Hoàng xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại mọi người.